Hello, xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với VH Auto 33 Lê Văn Lương. Hôm nay thì Hiếu có một chiếc Porsche Cayenne màu xanh cực là đẹp, muốn giới thiệu cho các bạn. Đấy là chiếc Cayenne V6 3.6, xe sản xuất 2011, màu xanh nội thất kem. Đây, mời các bạn ngắm qua một vòng chiếc Porsche này nhá. Một trong những dòng xe được giữ dáng lâu nhất trên thế giới. Đấy là những chiếc Porsche, đặc biệt là chiếc Cayenne này. Những chiếc Porsche thường thay đổi rất là ít, giữ form, giữ dáng rất là lâu. Nội thất kem đây, tí nữa mình sẽ cho các bạn xem qua về bên trong nội thất. Còn đây là thân xe, bộ mâm khá là đẹp, lên tới 21 inch các bạn ạ. Rồi, còn đây là phần đuôi xe các bạn này, xe tư nhân biển Hà Nội, Porsche Cayenne. Cốp khá là rộng, tất nhiên rồi. Lớp sơ cua bên dưới hầu như là không đi các bạn nhé, rất là mới và thể thao. Những chiếc xe thể thao thì về phần lớp sơ cua đều rất là nhẹ, để mà giảm trọng lực của tổng thể của xe. Hai bộ ống xả này cực kỳ lớn, đặc biệt các bạn nhìn mâm nhé, các bạn nhìn lốp xe này rất là dày. Bên cạnh chiếc Volvo S90 nhưng mà nó to hơn hẳn luôn. Đấy. Rồi, mời các bạn đi vào nội thất. Nội thất màu kem đặc trưng, rất là bền, da này rất là bền các bạn ạ. Da của Porsche cũng như là da của BMW, đúng là đi cùng năm tháng luôn. Rất là bền và lâu hỏng. Cửa sau thì các bạn sẽ có rèm theo xe. Rồi, trần được bọc da lộn các bạn nhá. Trần da lộn. Điều hòa thì tất nhiên 4 vùng độc lập. Đây, hiển thị nhiệt độ luôn. Khi các bạn mà nổ máy lên thì nó sẽ hiện. Rồi, còn đây là hàng ghế trước. Hàng ghế trước thì toàn màu kem thôi, rất là xịn. Màn hình trung tâm này, điều hòa ở trên hai vùng này, tần số mạ chrome này, rất là xịn. Gài cầu này, chế độ sport, cân bằng điện tử. Đấy, chỗ để ly. Khi các bạn ngồi lên những chiếc Porsche thì cảm giác rất là thể thao. Đặc biệt cụm đồng hồ. Chiếc vô lăng thì có hai lẫy số thể thao đặc trưng này, hai bên luôn này. Chỗ màu bạc đấy các bạn nhá, bên cộng bên trừ. Đấy. Để nổ bằng chìa khóa nhá, chứ không phải là để nổ nút đâu. Tất cả các chiếc xe Porsche đều vậy hết các bạn ạ. Đấy là đặc trưng rồi, không thể thay đổi được. Rồi, đấy là sơ qua chiếc Porsche Cayenne V6 máy 3.6. Hiện tại Hiếu đang bán chiếc này với giá là 1.620.000 đồng. Bác nào quan tâm thì cứ alo số bên dưới. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.